Hướng dẫn đồng bộ hóa đơn điện tử hàng loạt từ Tổng cục Thuế lên phần mềm kế toán dành cho hộ kinh doanh kê khai theo thông tư 88. Thì đầu tiên Mộc Lan muốn giới thiệu đến cho toàn thể các anh chị em phần mềm kế toán Mộc Lan theo thông tư 88. Phần mềm này đã được lập trình hoàn toàn tự động, bao gồm 7 mẫu sổ và tờ khai thuế quý. Về nguyên tắc hoạt động của cái phần mềm này ấy, thì nó sẽ có hai cái sổ gốc, đó chính là cái sổ nhập liệu chi tiết và sổ nhập xuất chi tiết, mà kế toán chỉ cần có đầy đủ dữ liệu từ chi tiết đến tổng hợp của tất cả các hóa đơn mua vào bán ra trong kỳ, nhập thẳng vào hai cái sổ này thì auto là toàn bộ 7 mẫu sổ sách bắt buộc của hộ kinh doanh kê khai và tờ khai thuế quý nó sẽ được tự động chạy lên mà các bạn không cần phải làm thêm một cái thao tác chi tiết nào nữa. Và đây là phần mềm kế toán thực tế dành cho hộ kinh doanh kê khai, nó sẽ bao gồm là sổ nhập liệu chi tiết và sổ nhập xuất chi tiết. Thế thì cái sự khác nhau của hai sổ này là gì? Sổ nhập xuất chi tiết sẽ có chức năng là ghi chép chi tiết nội dung từng mặt hàng, số lượng đơn giá thành tiền nhập xuất trong kỳ để thể hiện lên được cái gì ạ? Lên để các bạn có thể theo dõi được sổ tổng hợp tồn kho hay là sổ chi tiết vật tư hay là phần phiếu nhập và in phiếu xuất. Đấy là cái phần liên quan đến kho. Còn cái phần nhập liệu chi tiết này, nó là cái phần thể hiện tổng hợp tất cả các cái hóa đơn mua vào bán ra, bao gồm cả mua dịch vụ, mua hàng hóa, tiền cước viễn thông, tiếp khách, ăn uống, tất tần tật những cái chi phí mà có phát sinh hóa đơn mua vào bán ra. Thì các bạn sẽ ghi chép vào đây, nhưng mà ghi chép dưới dạng tổng giá trị của từng hóa đơn, chứ không ghi chép theo cái kiểu là chi tiết nội dung của từng mặt hàng trong cái hóa đơn đó. Thế thì cái sổ nhập liệu chi tiết này, khi các bạn nhập đủ dữ liệu ấy thì nó sẽ lên đầy đủ được cái sổ gì? Doanh, sổ chi tiết doanh thu, sổ chi phí sản xuất, sổ nghĩa vụ ngân sách nhà nước, sổ theo dõi lương, sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng hay là cái sổ tổng hợp công nợ phải thu, tổng hợp công nợ phải trả. Đấy là các cái sổ sách liên quan đến các mẫu sổ bắt buộc và lên được tờ khai thuế các bạn nhé. Lên được tờ khai thuế. Trong tờ khai thuế thì nó sẽ có phụ lục 01-2 và phụ lục giảm thuế. Được chưa nào? Đấy là Mộc Lan giới thiệu sơ qua về cái phần mềm kế toán. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến cái Tumia. Nó có cái sự liên kết như thế nào, móc nối như thế nào với phần mềm kế toán của Mộc Lan. Thì các bạn nhìn thấy ở trên cái Tumia này, nó cũng có hai cái phần nó được bôi màu khác biệt hoàn toàn so với các phân hệ khác. Đó chính là cái phần tra cứu chi tiết và cái phần tra cứu tổng quan. Trả lời một chút cho bạn nào chưa biết thì cái Tumia này nó có chức năng gì? Cái Tumia này nó sẽ kết nối trực tiếp với trang hệ thống hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế. Cái trang này sẽ là cái trang mà giúp cho hộ kinh doanh có thể tra cứu được tất cả những hóa đơn điện tử mua vào bán ra trong kỳ mà nhà cung cấp xuất cho mình hoặc là mình xuất cho khách hàng. Các bạn có thể vào đây tra cứu được bằng cách là sẽ đăng nhập vào cái trang hệ thống hóa đơn điện tử này và có cái phần tra cứu hóa đơn điện tử bán ra, điền cái khoảng thời gian cần tra cứu và nhấn tìm kiếm. Ở trên đây thì chúng ta sẽ tìm kiếm được tất cả những cái hóa đơn mà có phát sinh liên quan và các bạn sẽ nhấn vào xem hóa đơn để xem nội dung chi tiết của từng hóa đơn một. Ngoài ra thì chúng ta có thể là tra cứu gì? Tra cứu được hóa đơn mua vào. Đó, cũng điền khoảng thời gian tra cứu nhưng ở đây nó chỉ tra cứu được tối đa là 1 tháng 1 thôi. Muốn tra cứu tháng tiếp theo thì các bạn lại phải điền lại, ví dụ Mộc Lan ví dụ nhé. Điền ngày mùng 1 tháng 7 năm 2023. Đó, thì ở đây nó mặc định là 31 tháng 7, chỉ 1 tháng thôi. Nhấn tìm kiếm này. Nó sẽ thể hiện ra tổng tiền chưa thuế và tiền thuế hàng loạt của các hóa đơn. Nhưng muốn xem chi tiết nội dung của từng hóa đơn thì các bạn lại phải nhấn vào đây để các bạn xem chi tiết rồi chúng ta nhập từng hóa đơn một. Thế thì cái Tumia nó sẽ có chức năng gì? Nó sẽ kết nối trực tiếp với trang hệ thống hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế. Và sau khi các bạn đăng nhập vào như thế này, nó sẽ lấy được cái KID của cái hộ kinh doanh các bạn. Các bạn copy cái KID này vào và các bạn sẽ vào cái tra cứu chi tiết, các bạn dán cái KID vào đây. Đấy, các bạn nhấn OK. Rồi sau đó các bạn điền cái loại hóa đơn mà các bạn cần tra cứu, các bạn muốn tra cứu mua vào hay là các bạn muốn tra cứu bán ra thì các bạn sẽ điền thông tin như thế này và các bạn sẽ nhấn vào lấy dữ liệu để nó lấy dữ liệu về cho các bạn. Các bạn nhìn thấy này, đây là kết quả tra cứu hàng loạt tất cả nội dung của hóa đơn bán ra trong một quý, nó lên đến 4.359 dòng. Cái lượng hóa đơn này mà các bạn phải nhập tay thì nó mất quá nhiều thời gian đúng không? Nhưng mà khi chúng ta sử dụng tool, nó đã lấy được
chi tiết nội dung số lượng đơn giá thành tiền của từng mặt hàng trong từng hóa đơn. Và cái phần tra cứu chi tiết này này, nó được tích hợp trực tiếp với cái phần nhập xuất chi tiết của phần mềm kế toán Mộc Lan. Tức là gì? Là các bạn chỉ cần sử dụng cái tool để tra cứu chi tiết nội dung từng mặt hàng ra như thế này. Sau đó chúng ta sẽ xuất khẩu ra Excel và vào phần mềm kế toán Mộc Lan import hàng loạt vào cái sổ nhập xuất chi tiết. Thế là đã hoàn tất xong cái khâu là gì? Nhập liệu chi tiết nhập xuất một quý của hộ kinh doanh đó. Thế là chúng ta đã xong một sổ rồi. Thế còn cái phần sổ nhập liệu chi tiết thì sao? Nhập liệu chi tiết của phần mềm thì các bạn sẽ quay ra menu và các bạn nhìn thấy cái phần tra cứu tổng quan ở đây. Cái phần tra cứu tổng quan này nó sẽ chứa đầy đủ tất cả các cái thông tin tương ứng với cái phần nhập liệu chi tiết của phần mềm để chúng ta làm gì ạ? Để chúng ta sử dụng tool chúng ta tra cứu ra hàng loạt như thế này thì các bạn chỉ cần xuất khẩu ra và import hàng loạt vào phần mềm kế toán của hộ kinh doanh là auto tất cả các cái sổ sách khác liên quan, bao gồm gì ạ? Đối với hộ kinh doanh là gì ạ? 7 mẫu sổ. Tờ khai thuế hay phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất là nó tự động cập nhật mà các bạn không cần phải tốn thêm những bất kỳ một cái thao tác nào nữa. Đấy là lý do tại sao một số bạn chỉ mất từ 5 đến 10 phút đã import xong hàng loạt tất cả các hóa đơn mua vào bán ra trong một quý của hộ kinh doanh mình rồi, thay vì là các bạn phải nhập thủ công từng tờ. Vậy là bạn nào mà làm dịch vụ kế toán mà lại không biết đến cái công cụ hỗ trợ này thì quả thật là rất là đáng tiếc cho các bạn. Rất khó để các bạn có thể cạnh tranh với những người làm dịch vụ kế toán khác mà họ có những cái công cụ tiện lợi như thế này. Và video tiếp theo, Mộc Lan sẽ đi vào hướng dẫn cho các bạn chi tiết thao tác từng phần để chúng ta có thể lên được một bộ báo cáo và sổ sách hoàn hảo dành cho hộ kinh doanh trong một quý nhé.